chương 1 quy định chung, điều 1 phạm vi điều chỉnh. Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, chế độ làm việc trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn chợ Bình Điền giữa Công an quận 8 và Công ty Quản lý Kinh doanh chợ Bình Điền. Điều 2 đối tượng áp dụng. Quy chế này được áp dụng đối với các lực lượng Công an quận 8 và các lực lượng thuộc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền. Điều 3 nguyên tắc và chế độ làm việc. 1. Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao quyền hạn và trách nhiệm của các lực lượng, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy định của quy chế này. 2. Đảm bảo yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và chỉ đạo và trao đổi thông tin giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. 3. Đảm bảo chặt chẽ, chủ động, nhanh chóng, kịp thời giải quyết các vấn đề, các tình huống, các vụ việc liên quan an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, sức khỏe của các tiểu thương, khách hàng, đối tác, người lao động và cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo, các cấp khi đến chợ, kinh doanh, làm việc, tham quan, không để tội phạm và các loại tệ nạn hoạt động phức tạp. 4. Khi phát sinh các vấn đề khó khăn, vướng mắc, vượt quá thẩm quyền giải quyết, phải kịp thời thống nhất phương án xử lý tạm thời, đồng thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo, phương hướng giải quyết. Chương 2. Quy định cụ thể. Điều 4. Nhiệm vụ phối hợp. 1. Là nắm được tình hình phức tạp có thể xảy ra trong khu vực chợ, thường xuyên trao đổi thông tin có liên quan về an ninh trật tự để phòng ngừa các tình huống, các vụ việc phức tạp có thể phát sinh, đồng thời ngăn chặn và xử lý kịp thời các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn chợ. 2. Triển khai các biện pháp phối hợp, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng nghi vấn, hoạt động phức tạp để đấu tranh phòng ngừa, không để tội phạm, các loại tệ nạn xã hội ngang nhiên hoạt động, các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra mang tính chất manh động, xem thường pháp luật, đặc biệt là các loại tội phạm nguy hiểm, nghiêm trọng như giết người, cướp, cưỡng đoạt, cướp giật tài sản, trộm cắp như là giàn cảnh móc túi, tài sản có tổ chức, bảo kê, đâm thuê chém mướn, băng nhóm sử dụng hung khí để giải quyết các vấn đề mâu thuẫn. 3. Là kiên quyết không để phát sinh các tụ điểm tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, mại dâm, tích cực phòng ngừa không để xảy ra cháy nổ, tai nạn giao thông, tai nạn lao động gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. 4. Là thủ trưởng các bên tham gia quy chế phối hợp có trách nhiệm chỉ đạo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan, trừ những tài liệu mật của cơ quan, đơn vị khi có yêu cầu để phục vụ công tác phối hợp. 5. Là phối hợp thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thường xuyên tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến nhân dân trên địa bàn và người lao động thuộc cơ quan, doanh nghiệp chợ, thông báo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn chợ và phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội cũng như biện pháp phòng ngừa để nâng cao nhận thức phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Điều 5. Trách nhiệm của Công an quận 8. 1. Là về an ninh chính trị. Chỉ đạo đội an ninh Công an phường 7 phối hợp với phòng an ninh phòng cháy chữa cháy, nhân viên các doanh nghiệp bốc xếp nắm chắc mọi tình hình liên quan an ninh chính trị, hoạt động của các loại đối tượng trên các trang mạng xã hội, các âm mưu phá hoại kinh tế, các hoạt động tụ tập khiếu kiện, biểu tình, phát truyền đơn, giải tờ rơi, tung tin đồn thất thiệt để tuyên truyền, kích động, chống phá Đảng, nhà nước, phá hoại kinh tế nhằm chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn phòng ngừa. 2. Về trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp Công an phường 7 tăng cường nắm tình hình, bố trí lực lượng tuần tra, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại khu vực xung quanh chợ đầu mối Bình Điền. Đồng thời chỉ đạo lực lượng trinh sát luôn đi sâu, đi sát nắm tình hình an ninh trật tự tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền, phối hợp với lực lượng cảnh sát khu vực trong công tác nắm hộ, nắm người, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, không để các loại tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, băng nhóm bảo kê, xã hội đen lợi dụng tình hình phức tạp để hoạt động phạm tội. Khi tiếp nhận thông tin phản ánh về tình hình đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội hoặc phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, cần triển khai ngay các biện pháp cần thiết, phù hợp để đảm bảo an toàn cho người tố giác và những người có liên quan. Thường xuyên tổ chức rà soát lên danh sách các đối tượng hoạt động cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp, cho vay nặng lãi, cố ý gây thương tích, đâm thuê, chém mướn, các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, mại dâm đang hoạt động ở địa bàn chợ,
nhất là các đối tượng hoạt động có tổ chức để tập trung xác minh, thu thập tài liệu, lên kế hoạch đấu tranh triệt phá. Tăng cường công tác nắm hộ, nắm người, nắm tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Thường xuyên kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh, dịch vụ lưu trú, nhà cho thuê, các khu vực giáp danh, nơi đối tượng có khả năng ẩn náu, bàn bạc, gây án để có biện pháp quản lý, giám sát và phòng ngừa ngăn chặn đối tượng gây án hoặc bắt giữ đối tượng lẩn trốn sau khi gây án. Trong đó chủ động thu thập tài liệu, lập hồ sơ, áp dụng các biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với các đối tượng nghiện ma túy, đưa vào trại giáo dưỡng, cơ sở giáo dục đối với đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự lòng lề đường, vỉa hè, chỉ đạo đội cảnh sát giao thông trật tự phối hợp trạm cảnh sát giao thông Tân Túc của phòng BC08 công an huyện Bình Chánh triển khai lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự lòng đường, vỉa hè tại tuyến đường Quản Trọng Linh và các tuyến đường nhánh nội bộ trong khu dân cư Bình Điền, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xe thô sơ, xe tự chế, xe ô mô tô kéo theo rờ móc lắp ráp trái với quy định tham gia giao thông, đậu dừng không đúng quy định, các hành vi chiếm dụng lề đường để kinh doanh chợ. Tuyệt đối không được để tình hình mất trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị xảy ra tại tuyến đường Quản Trọng Linh và các tuyến đường nhánh nội bộ trong khu Bình Điền. Chỉ đạo đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ tăng cường kiểm tra hành chính các hộ kinh doanh tại tuyến Quản Trọng Linh và các tuyến đường nhánh, kiên quyết xử lý các trường hợp kinh doanh không phép, sai phép, không để tình trạng các cơ sở kinh doanh không phép hoạt động ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông. Trao đổi công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền để có hình thức xử lý đối với các trường hợp đã có đăng ký kinh doanh trong khu vực nhà lồng chợ Bình Điền nhưng vẫn muốn buôn bán lấn chiếm tại khu vực xung quanh chợ gây mất an ninh trật tự. Chỉ đạo công an phường 7 phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 7 và các lực lượng trật tự đô thị trong công tác tuần tra, chốt chặn, đảm bảo trật tự lòng lề đường, vỉa hè tại tuyến Quản Trọng Linh và các tuyến đường nhánh, không để xảy ra tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất an ninh trật tự. Hàng ngày từ 18 giờ hôm trước cho đến 7 giờ sáng ngày hôm sau, chỉ đạo công an phường 7 chủ trì phối hợp lực lượng bảo vệ dân phố phường 7 và lực lượng thuộc phòng an ninh phòng cháy chữa cháy triển khai công tác tuần tra chốt chặn tại khu vực chợ Bình Điền và các khu dân cư Bình Điền để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi vấn hoạt động phạm tội, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực. Về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chỉ đạo đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thường xuyên kiểm tra các thiết bị, phương tiện phục vụ chữa cháy tại chỗ, thường xuyên củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chỗ để kịp thời xử lý nhanh các tình huống xảy ra khi cháy, đáp ứng phương châm 4 tại chỗ. Phối hợp công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền tổ chức tuyên truyền nhắc nhở cho nhân viên của công ty, các tiểu thương thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy nổ, không để hàng hóa lấn chiếm đường đi, lối thoát hiểm, lối thoát nạn nhằm đảm bảo an toàn khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Hướng dẫn các tiểu thương nắm vững cách sử dụng các bình chữa cháy tại chỗ để có thể tham gia dập tắt đám cháy ngay từ đầu, góp phần chống cháy lan, cháy lớn. 5. Về công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chỉ đạo đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc chủ trì phối hợp với các đội nghiệp vụ và công an phường 7 tiến hành biên soạn nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19, các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, kinh doanh mua bán đúng các quy định của pháp luật trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Quản Trọng Linh dẫn vào chợ Bình Điền và các khu vực dân cư chợ Bình Điền. Phối hợp với công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền, tổ chức tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại chợ bằng các biện pháp phù hợp về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, kết hợp thông báo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường, khu vực chợ và phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, cũng như các biện pháp phòng ngừa đến từng thương nhân, người lao động, các đối tác trong khu vực chợ để mọi người nhận diện, cảnh giác, tự phòng ngừa, đồng thời hướng dẫn xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự tại các doanh nghiệp bốc xếp để các thành viên chủ động phối hợp giữ gìn an ninh trật tự, tố giác tội phạm và tích cực tham gia phòng chống tội phạm. Chỉ đạo các lực lượng cảnh sát khu vực thông qua các buổi họp khu phố, tổ dân phố,
tuyên truyền đến người dân để nhân dân nâng cao cảnh giác, có ý thức trong việc giữ gìn an ninh trật tự, tham gia phòng chống các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tệ nạn xã hội, cung cấp thông tin tố giác tội phạm và tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Phối hợp với công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền, kịp thời đề xuất Ủy ban Nhân dân quận 8, Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng những tập thể cá nhân, các phòng ban thuộc công ty chợ Bình Điền, các doanh nghiệp bốc xếp, các thương nhân, người lao động, đối tác của chợ Bình Điền có thành tích xuất sắc tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn chợ và ở địa phương. Điều 6. Trách nhiệm của công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền. Chỉ đạo phòng an ninh, phòng cháy chữa cháy, xây dựng lực lượng mạng lưới cơ sở để nắm chắc tình hình an ninh tại chợ, đồng thời phân công quản lý, theo dõi, giám sát hệ thống camera trên toàn khu vực chợ nhằm phát hiện kịp thời tình hình vụ việc hoặc các dấu hiệu nghi vấn phức tạp liên quan đến an ninh trật tự để chủ động phối hợp với các ban điều hành, các doanh nghiệp, bốc xếp, ngăn chặn xử lý ngay từ đầu không để phát sinh phức tạp hoặc đề nghị lực lượng công an quận 8 hỗ trợ xử lý nếu có tình hình vụ việc vượt quá khả năng thẩm quyền. Thường xuyên củng cố lực lượng bảo vệ, duy trì công tác trực ban, văn phòng, trực chỉ huy 24/24 để tiếp nhận sự chỉ đạo xử lý các thông tin về tình hình vụ việc có liên quan an ninh trật tự xảy ra trong khu vực chợ, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng công an địa phương, các nhân viên bốc xếp phòng ngừa ngăn chặn không để xảy ra các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, kịp thời tổ chức vây bắt các đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn chợ nếu xảy ra. Hàng ngày từ 18 giờ hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau, phối hợp lực lượng công an phường, bảo vệ dân phố phường 7 triển khai tuần tra chốt chặn, kiểm tra các đối tượng nghi vấn trên phạm vi chợ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn xử lý các tình huống vụ việc phức tạp, phối hợp với các lực lượng trấn áp, bắt giữ các đối tượng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đối tượng truy nã, trốn trường, trốn trại, lập hồ sơ ban đầu, chuyển về công an phường 7 để xử lý theo thẩm quyền. Phối hợp với công an phường 7 tiến hành điều tra cơ bản, thu thập, cung cấp danh sách và cập nhật bổ sung thường xuyên số nhân viên, các doanh nghiệp, bốc xếp, lao động ô vựa, các đối tác trong khu vực chợ, chủ động rà soát, lập danh sách số lao động tự do, số người thường xuyên có mặt trong khu vực chợ nhưng mục đích không rõ ràng để phục vụ phân loại, quản lý và có đối sách phòng ngừa. Chủ động tổ chức lực lượng tuần tra xử lý các hành vi vi phạm nội quy chợ trên khu vực sân chợ, các nhà lồng, kết hợp công tác nắm thông tin tình hình phức tạp nổi lên và dự báo các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự để kịp thời tham mưu ban giám đốc xử lý hoặc trao đổi với công an phường 7 để có biện pháp phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời, lưu trữ các hồ sơ vi phạm nội quy chợ theo đúng nghiệp vụ văn thư lưu trữ nhằm phục vụ công tác thống kê các vụ việc và báo cáo lãnh đạo đơn vị cũng như báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu. Thường xuyên phát động hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tuyên truyền vận động các thương nhân, lao động ô vựa bốc xếp và các đối tác chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, những quy định của địa phương và nội quy chợ, nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa các đối tượng lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi cướp giật, trộm cắp tài sản, chủ động tổ chức hòa giải kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ thương nhân, lao động ô vựa bốc xếp đối tác, không để phát sinh các tình huống, các vụ việc phức tạp, nhất là các vụ gây rối, cố ý gây thương tích, giết người, gây dư luận bất ổn, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường trên địa bàn chợ và ở địa phương. Hàng năm chủ động tham mưu ban giám đốc tổ chức tập luyện xử lý các tình huống liên quan đến an ninh trật tự, thao tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đội hình, đội ngũ, lực lượng bảo tự vệ của công ty để sẵn sàng giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn chợ, cũng như tham gia diễn tập phòng thủ, phòng cháy, chữa cháy, hội thao quốc phòng do địa phương tổ chức. 2. Chỉ đạo các doanh nghiệp bốc xếp chợ Bình Điền. Thường xuyên rà soát, củng cố đội ngũ nhân viên bốc xếp theo hướng chuyên nghiệp, trang phục phù hợp, có lý lịch rõ ràng, đạo đức tác phong chuẩn mực, trình độ văn hóa cơ bản và có ý thức tổ chức kỷ luật cao. Trong đó, xây dựng đội bảo vệ riêng của đơn vị mình để phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, đôn đốc lực lượng bốc xếp, thực hiện nghiêm giờ giấc tác phong sinh hoạt, làm việc có nội quy và các quy định của doanh nghiệp bốc xếp và của công ty chợ đã đề ra. Lãnh đạo các doanh nghiệp bốc xếp khi tiếp nhận nhân viên vào làm việc phải có hồ sơ lý lịch cá nhân đảm bảo đầy đủ thông tin về nhân thân và kèm hình ảnh đúng quy định,
có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú và phải được cập nhật với phòng an ninh phòng cháy chữa cháy chợ Bình Điền, đồng thời được lưu trữ tại doanh nghiệp theo đúng quy định của chế độ lưu trữ hồ sơ. Trong mọi trường hợp, khi có yêu cầu của Công an quận 8, Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền hoặc các cơ quan có thẩm quyền để xác minh, cung cấp thông tin, tài liệu, hình ảnh liên quan đến các cá nhân đang làm việc tại doanh nghiệp, các vấn đề liên quan đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp, thì lãnh đạo doanh nghiệp bốc xếp phải có trách nhiệm hợp tác và nhanh chóng thực hiện. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục nhân viên bốc xếp nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành nghiêm pháp luật, quy định của địa phương, nội quy, quy định của Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền và của các doanh nghiệp bốc xếp đã đề ra, có thái độ tác phong, ngôn phong phục vụ thương nhân, thương lái, khách hàng chuẩn mực, văn minh, lịch sự, không o ép, không tranh giành mối lái gây mất an ninh trật tự trên khu vực chợ, tuyệt đối không được tàng trữ hung khí, vũ khí, chất nổ, chất gây cháy sai quy định của pháp luật. Chủ động phát hiện tình hình, đối tượng nghi vấn, hoạt động phức tạp, đối tượng hoạt động có tổ chức theo kiểu băng nhóm xã hội đen, bảo kê, đâm thuê, chém mướn, cho vay nặng lãi, vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy chợ để kịp thời báo phòng an ninh, phòng cháy chữa cháy chợ Bình Điền và công an phường 7 có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. Chỉ đạo quán triệt lực lượng bốc xếp của doanh nghiệp quản lý tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng cháy chữa cháy và vận động thương nhân, lao động ô vựa, các đối tác trên khu vực chợ cùng tham gia khi công ty Bình Điền cũng như công an địa phương phát động. Điều 8, chế độ thông tin báo cáo và giao ban định kỳ. Định kỳ hàng tuần, định kỳ ngày tuần, trước thứ hai hàng tuần và tháng trước ngày 10 hàng tháng, phòng an ninh, phòng cháy chữa cháy trao đổi kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cho công an phường 7 để tổng hợp báo cáo công an quận 8. 2. Định kỳ hàng quý và 6 tháng, công an phường 7 chủ trì phối hợp với công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền tiến hành sơ kết kết quả công tác phối hợp báo cáo kết quả về công an quận 8 để tổng hợp. 3. Là định kỳ quý 6 tháng 1 năm, hai cơ quan tiến hành họp để đánh giá tình hình, kết quả việc triển khai và đề ra phương hướng thực hiện trong thời gian tiếp theo. Trường hợp đột xuất cần tổ chức cuộc họp thì Công an quận 8 là đơn vị chủ trì triệu tập và triển khai nội dung cuộc họp để lấy ý kiến. Điều 8. Tổ chức thực hiện. 1. Lãnh đạo Công an quận 8, Ban Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền và các lực lượng trực thuộc Công an quận 8, Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền chịu trách nhiệm thực hiện đúng theo quy định tại quy chế này. 2. Trong quá trình thực hiện quy chế, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên quan báo về Công an quận 8 và đồng gửi về Công ty Quản lý Kinh doanh chợ Bình Điền để trao đổi giải quyết. Điều 9. Kinh phí hoạt động. Kinh phí hoạt động do Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền bố trí trong dự toán kinh phí hàng năm theo quy định của pháp luật. Trường hợp các khoản chi vượt quá kinh phí của đơn vị, trao đổi với Công an quận 8 để đề xuất Ủy ban Nhân dân quận 8 hỗ trợ việc quản lý sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành. Điều 10. Hiệu lực thi hành. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Công an quận 8, Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy chế này. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, tôi vừa thông qua dự thảo quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại khu vực chợ Bình Điền. Sau đây xin giao lại phần điều hành chương trình ký kết cho đồng chí Trung tá Cao Thị Bé Ba, đội trưởng đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc công an quận. Xin mời đồng chí Ba.